chào khán giả, chúc khán giả một buổi chiều tốt lành. Đồ buổi chiều của xã Sơn Đông trong tiệc tuyệt vời của ngày 20 tháng 10. Hôm nay rất là nhiều người đi về thăm gia đình cũng như là đi chơi ngày 20 tháng 10 à. Khung cảnh sông rất là tuyệt đẹp. Là nước lớn tràn vào bờ, hôm nay là lớn nhất trong các ngày mà em đi quay, hôm nay là lớn nhất. Khách qua đò, chờ qua đò rất là đông luôn, đi không hết rồi phải ở lại chờ chín sao đây. Đò xà lan chạy trên sông rất là đẹp à. Chiếc đò đang chờ xà lan chạy ngang để mà qua bên bến nấy nha. Bến bên men kia là xã của thành phố Mỹ Tho. Khung cảnh rất là đẹp tuyệt vời à. Nước lớn. Con xe và bong bóng cùng một anh đi bán bên Sơn Đông, anh về hộp qua bên kia đò đông. À, nước lớn nữa nhỉ, nước càng ngày càng lớn mới ghê chứ. Tưởng nó càng ngày càng rộng chứ bây giờ càng ngày càng lớn, nước nó tràn vào bờ. Xà lan chạy. Xà lan chạy phía xa xa chở đá nè, chạy quá tốc độ nhanh luôn. Đây một chiếc xà lan hầm chuẩn chở cát. Chạy lún xuống dưới dòng sông nhìn rất là nhỏ luôn. Nhưng mà lượng cá thì chở rất là thấm luôn. Đây là những chiếc xà lan cá. Giờ này tối rồi, xà lan bắt đầu bật đèn tính đèn báo hết nè. Chiếc xà lan to khủng nè. Xà lan to khủng đang đến nữa nè. Xà lan to khủng đang đến nữa nè.
Chiếc xà lan to khủng luôn là màu xám. À, chiếc này của Sài Gòn, chiếc chợ màu xám à. Lượng khách bên Sơn Đông chợ đò đến qua Mỹ Tho nè, ủ đông ở khán giả này.